Như vậy thì để code được bài này, các bạn sẽ phân tích cái form đăng ký của mình, form đăng nhập của mình. Thì trước tiên mình sẽ có một cái frame, cứ mỗi cái khung thầy vẽ là một cái panel nhé. Đây là một panel. Và trong cái panel này mình sẽ chia làm 4 phần. Chia làm 4 phần. Như vậy phần phía trên là một cái label. Như vậy trên cái phần label này bạn để một cái panel cũng được, hoặc bạn để riêng một cái label cũng được, bởi vì nó chỉ có mỗi cái label đầu tiên thôi. Như vậy nó chỉ có mỗi cái label này thôi. Cái thứ hai là nó có một cái label là nhập tên và một cái text field. Như vậy cái thứ hai là mình sẽ có một cái panel khác. Chỗ này mình có một cái panel nữa. Rồi ở dưới mình lại có một panel ở dưới nữa. Như vậy thì bản thân cái panel đầu tiên mình sẽ dùng cái gì để mình chia ra được 4 dòng và một cột đây? Grid layout. 4 dòng một cột. Rồi, như vậy thì cái vùng đầu tiên này nè, mình có thể để một label thôi, không cần dùng panel. Cái thứ hai, chỗ này bởi vì nó có hai phần, nó có hai phần. Một phần là username, là label. Một phần là test field. Cho nên bản thân mình muốn hai cái này mà nó đưa chung vô một dòng của git layout thì mình phải đẩy nó vô một cái panel, mình mới đẩy vô git layout được. À, bởi vì trong cái git layout nó chỉ chấp nhận một đối tượng tại một ô, mà mình muốn đưa hai đối tượng vô cùng một ô thì phải ghép hai đối tượng đó vô một cái panel khác. Ha? Chơi gì? Được. Bây giờ chưa học đến layout mà sao dùng tọa độ được? Mình mới dùng mỗi cái git layout thôi. Rồi ok. Rồi, như vậy thì cái ý tưởng đó chúng ta sẽ code bài này. Các bạn dùng tọa độ được thì quá tốt. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa học đến tọa độ cho nên chúng ta chỉ làm đến đây thôi. Demo slide 2 trang trang mấy nhỉ? 29 hả? 29 hay 19? Trang 16. Trang 16 có rồi cho nên mình để níu hết đủ. Rồi ok. Code nhanh nhé. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái reframe GF. Rồi mình có cái demo. Mình có cái main. Rồi, như vậy cơ bản. Ở chỗ này mình có cái demo. Demo bằng new demo. Xong. Ở đây mình sẽ có cái reframe bằng new reframe chấm phẩy demo slide 2 trang 16. Bạn muốn dùng cái tọa độ cũng được, nhưng mà khi nào mình xài đến layout đó thì mình sẽ xài, còn không thì thôi. Có nhiều bạn không nghiên cứu trước thì các bạn sẽ rất là rối. Bây giờ mình sẽ có một cái cPanel. cPanel. Mình sẽ để là cPanel GB9 đi. GB9 bằng new cPanel. Và chỗ này mình sẽ dùng một cái layout là new
Git layout. Git layout của mình sẽ cho 4 dòng 1 cột. Rồi dòng thứ nhất mình sẽ đưa cái gì vô đây? Dòng thứ nhất mình sẽ dùng một cái relabel relabel title đi ha, bằng new relabel. Mình chọn ở đây làm giống như ở trong kia, người ta sẽ relabel. Rồi retest view, rồi gì nữa, relabel retest view button. Rồi ok, mình có cái đầu tiên và mình sẽ lấy cái gp9.add cái glabel title vào cái đầu tiên, sau đó gf.gp9. Rồi bây giờ mình chạy lên mình xem thì nó ra được cái gì. Rồi mình mới chỉ có cái title thôi. Gen file. Ủa? Gen file. Hả? Ừ. Trang 16 new. Tự nhiên thầy để cái chỗ này. Trang 12 là sao? Nó sẽ là demo trang 16 chứ. Tự nhiên là gọi trang 12. Rồi ok. Rồi trang 16 bày nữa rồi, new nữa. Tại vì cái kia là mình đã. Rồi ok, new là mới viết, còn cái kia là thầy đã viết rồi, xong rồi. Rồi sao chưa chạy đây? Hả? Rồi nằm ở trên, đúng rồi. Vậy còn thiếu gì nữa mà nó không chạy? À, thiếu mấy cái cơ bản đúng không? gf chấm set size mình cho nhỏ thôi, tại vì cái này cái form đăng nhập của mình khoảng 400-200 thôi, cho lớn quá. Rồi cf chấm set location, rồi gf chấm set close, set default gf chấm. Rồi còn gì nữa không? Rồi ok, chỗ này nó đang ở đây, nó canh trái, mình cho nó canh phải đi. G button chỗ này p9 add title. Title chỗ này mình sẽ cho nó canh phải. Glabel chấm center. Rồi ok, cho nó canh giữa xong. Như vậy mình đã add được cái title vào. Cái tiếp tục chúng ta sẽ add một cái, một bên là chữ username
và một cái ô nhập. Như vậy thì mình muốn add được cái username và cái ô nhập thì mình sẽ đưa hai đối tượng đó vào cùng một cái panel. Cái này là mình add thành phần đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái gpanel mới. Gpanel này mình sẽ để là gp username. Username bằng new gpanel. Và đối với lại cái dạng panel này thì chúng ta sẽ chọn cho nó new một cái layout là floor layout. Floor layout. Rồi trong này mình sẽ có hai cái. Một cái là mình lấy cái Z label bằng Z L P user name bằng new Z label. Username. Rồi ok. Và cái đối tượng thứ hai là z test field thầy để là z txt user name bằng new z test field. Các bạn cho kích thước của test field này có bao nhiêu ký tự, bao nhiêu cột á. Ví dụ như mình cho nó là 50 đi. Tức là cái độ dài của cái text field á. Rồi, mình sẽ lấy gpanel user chấm at glabel user. Rồi gpanel user chấm at ztest tt user. Như vậy là mình đã có một cái panel user. Như vậy thì ở chỗ này gp chính này mình sẽ add nó vô cái dòng thứ hai gpanel user đó. Như vậy cái title mình add vô dòng 1 nè. Cái này mình đưa vô dòng 2 nè. gpanel user. Mình đưa vào dòng 2. Rồi 50 dài quá. Đổi xuống còn 30 thôi. Rồi chạy lại. Ok, vừa gọn. Không? 30 cũng hơi dài thì mình đổi xuống còn 25. Rồi được chưa? Gọn gàng ha. Rồi. Như vậy chúng ta đã có username và text field. Bây giờ mình dùng text field trước đi. Rồi password field cũng được. Text field cũng được, password field cũng được. Rồi ok. Bây giờ đến cái phần tiếp theo. Mình sẽ tạo ra một cái cPanel mới để mình lưu cái password. Cpanel mình sẽ để là cpanel password bằng new cpanel. Và ở chỗ này chúng ta cũng lưu cái floor layout. Rồi lỗi gì? À, ok. Thì mình cũng có relabel giống như vậy. Relabel pass bằng new relabel. Chỗ này mình ghi vô đây chữ password.
Rồi. Ủa, tự nhiên thêm chữ L chi vậy? Gõ kịp không? Rồi, password xong. Chúng ta sẽ có một cái Z password field. Z password field. Z password field. Dùng Z password. Z. Thực ra Z password field thì nó cũng là test box đó các bạn. Cho nên mình vẫn để txt luôn. Pass bằng new Z password field chấm phẩy. Nó khác nhau tí xíu, tí nữa chạy lên đi các bạn sẽ thấy. Chỗ này chúng ta sẽ chọn 25 luôn để cho nó có độ dài giống trên kia. Rồi. Bây giờ mình sẽ gp password chấm s z z label path. Rồi gp password chấm s ztxt path. Rồi. Và dòng thứ ba GB chính của mình sẽ add cái gì vô đây? GP password. Đây là dòng 3. Dòng 3. 1. Mình gõ ví dụ bình TQ7 password 123. Các bạn thấy cái gì khác nhau giữa hai này? Ở trên là test field, ở dưới là password field. Như vậy password là tự động nó đổi ký tự mình gõ. Tự động nó đổi ký tự mình gõ. Được chưa? Đó, thì password field nó khác nhau thế. Rồi bây giờ dưới này mình sẽ có thêm một cái nút. Có thêm cái nút. Chú ý nha. Như vậy mình đã thêm được dòng thứ ba rồi. Bây giờ cái dòng thứ tư của mình là chỉ có mỗi cái nút thôi đúng không? Nút login thôi. Đúng không à? Nhìn nha. Chú ý chỗ này. Như vậy mình có gì? Button đúng không? Phải không? Mình để là gì? BTN login đi. Chú ý hết sức chú ý nha. Về tên là login bằng new g button. Mình để chỗ này là login. Rồi, như vậy thì nhiệm vụ ở dòng số 4 mình làm gì đây? GP chính của mình chấm add gptn login. Đúng không? Phải không nào? Dòng 4 thì mình chỉ cần có mỗi cái nút à. Được chưa? Rồi chạy nha. Lý thuyết là thế. Nhưng mà nhìn vậy nó kỳ lắm, nút to, dài. Hả? Đẹp không? Nhìn rất là kỳ. Đúng không? Đó. Đó nhìn cái form của mình tự nhiên vậy, nút login rất là kỳ. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ thêm vô đây một cái panel. Thêm vô đây một cái panel. Một cái panel mới GPanel GP login. GP login bằng new GPanel. Và trong cái panel này các bạn new giúp cho thầy cái blog layout.
Và chỗ này sẽ lấy gplogin.add.gpattern.login và đổi lại, thay vì chúng ta thêm trực tiếp cái nút vào, thì chúng ta thêm cái panel vào. Nhờ có cái floor layout này nè, nó làm cho cái nút của mình nhỏ phù hợp. Đó. Như vậy thì bây giờ cái form đăng nhập của mình, form login của mình có vẻ ổn rồi đó. Được chưa? Đó là form login của mình. Nhiệm vụ tiếp theo là khi mình bấm vào login, mình sẽ lấy được username, lấy được password ra. Nhiệm vụ tiếp theo là mình xử lý cái nút login. Khi bấm vào nút login thì nó xuất ra được username là gì, password là gì. Rồi. Như vậy, bạn có thể thêm ở phía dưới này, thêm cái xử lý cái nút đó ở dưới này. Như vậy chúng ta sẽ lấy gptnlogin.addActionListener. Đúng không nào? Và mặc định thì nó sẽ cho chúng ta Action Listener là một cái chữ L. Và chúng ta có thể viết Action ở ngoài. Action Listener ở ngoài này. Chúng ta có thể viết riêng một cái Action Listener. L bằng New Action Listener. Đó. Chúng ta viết ở đây. Dạ. Yeah. Còn không thì chúng ta viết chung. Các bạn sẽ viết chung ở đây. Chúng ta quen viết chung rồi, cứ viết chung trước đi. New Action Listener. Rồi, viết chung code. Và chúng ta sẽ viết lại cái đoạn code này. Đoạn code này của chúng ta sẽ lấy ra. Thứ nhất, string username. Bằng txt bằng z txt bằng gì? Nãy mình khai báo cái biến ở trên. Z test. Mình khai báo cái biến ở đây. Z test chấm get test. Rồi string password bằng, chỗ này chú ý nha, gttpass chấm. Nếu như các bạn xài getTest nó báo gì, chỗ này tại sao bị gạch? Cái này là khuyến nghị không nên xài. Được chưa? Khuyến nghị không nên xài phương thức này bởi vì phương thức này cũ rồi. Nhà phát triển đã có phương thức mới. Ok, mình cứ xài tạm cái này đi. Rồi từ từ phương thức mới là cái gì nghiên cứu sau. Rồi, bây giờ mình sẽ show cái này lên. User là gì? Password là gì? Reoption. Chấm show message dialog. Rồi chỗ này bạn sẽ show cho thầy cái username. Username cộng với pass
Rồi. Cứ show ra trước thấy đi cái đã rồi tính tiếp. Username bình TQ7 password 123 login. Như vậy mình đã thấy được bình TQ7 và password 123 rồi. Nhiệm vụ của mình bây giờ đi so sánh thử có đúng với lại password mình mong muốn hay không. Nếu đúng thì thông báo là bạn login thành công. Còn nếu sai một trong hai cái thì thông báo là sai, yêu cầu login lại. Ví dụ vậy. Như vậy bài demo của chúng ta đến đây là kết thúc phần demo này. Còn phần xử lý phía sau là các bạn sẽ tự xử lý. Như vậy qua bài này cũng quay lại cái cách học mà thầy mong muốn ở các bạn là đừng có code từ dòng số 1 cho đến dòng số 74. Đừng code kiểu vậy. Mà cứ tạo ra một cái project, cái gì biết code trước, cái gì hình dung được code trước. Có bất kỳ cái gì trong đầu của bạn code ra cái đó. Nó không giống bài của thầy cũng được, nhưng mà ít nhất đó là cái của các bạn. Sau đó thiếu cái gì thì quay lại code của thầy bổ sung cái đó. Chứ đừng có code từ đầu đến cuối, code từ đầu đến cuối, cuối cùng không biết code, không biết làm gì hết. Rồi, cố gắng ha. Trong bài này nếu như bạn nào xem video thì chỗ này đoạn đầu thầy ẩu. Thầy ẩu cho nên thầy gọi cái bài cũ thì nó chạy cái bài cũ. Thì bây giờ nó mới ra đúng là demo slide 2 trang 16 new. Thì đây mới đúng. Thì nếu như mà các bạn cứ code theo thầy là nó sẽ sai giống thầy. Rồi ok, xong cái bài tiếp theo.